vợ chồng Hồ Quang Hiếu sắp đón quý tử. Người mẫu Tuệ Như, bà xã ca sĩ Hồ Quang Hiếu, đang mang thai con đầu lòng được 6 tháng. Giọng ca con bướm xuân cho biết vợ chồng anh và hai bên nội, ngoại đều vỡ òa hạnh phúc khi Tuệ Như mang bầu. Em bé đến như dự kiến, thỏa nỗi mong chờ của chúng tôi, nghe ca sĩ nói. Anh hé lộ vợ kém 17 tuổi mang bầu con trai, hiện sức khỏe ổn định. Trước đó, cô ốm nghén, không ăn ngủ được suốt 5 tháng nên sụt cân. Thấy vợ mệt mỏi và gầy rộc, tôi xót ruột lắm. Tôi không giỏi bếp núc nhưng cố gắng nấu nướng để bồi dưỡng cho cô ấy, ca sĩ cho biết. Một tháng trước, Tuệ Như vượt qua giai đoạn ốm nghén, bắt đầu thèm ăn và ngủ ngon giấc. Hồ Quang Hiếu tìm các quán ăn ngon, bán đồ miền Tây để đặt nấu cho vợ những món cô thích. Theo ca sĩ, vợ anh mê đồ mẹ đẻ nấu, hoặc đặc sản Cà Mau như cá khô, bún mắm. Anh thường ăn cùng để cổ vũ vợ nên bị tăng 6-7kg trong mấy tháng qua. Hiện Hồ Quang Hiếu giảm bớt sâu để ở nhà chăm sóc vợ. Hai vợ chồng tạo một số hoạt động cho đỡ nhàm chán như xem phim, nghe nhạc, quay video TikTok. Ca sĩ cũng chủ động tìm hiểu cách chăm bà bầu và nuôi con sơ sinh thông qua sách báo. Anh nói bà xã dự sinh vào dịp Tết Nguyên Đán nên khả năng khó thuê vú em, nên một mình anh sẽ cán đáng. Hồ Quang Hiếu sinh năm 1983, nổi tiếng với ca khúc Côn Bướm Xuân, Không Cảm Xúc, Nơi Ấy Con Tim Tìm Về. Anh phát hành hơn 20 album và 12 đĩa đơn cùng nhiều nghệ sĩ khác. Anh còn thành công ở lĩnh vực phim ca nhạc, web drama hút hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube như Giải Cứu Tiểu Thư, Hổ Phụ Nuôi Hổ Tử, Thiếu Niên Ra Giang Hồ. Tháng 8 năm 2023, anh kết hôn với người mẫu Tuệ Như, sinh năm 2000, quê Cà Mau. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.